Công ty Syngenta Việt Nam trân trọng giới thiệu sản phẩm thuốc trừ sâu mới Volium Tago. Volium Tago là một giải pháp mới quản lý hiệu quả sâu cuốn lá, dệt ghé và sâu đục thân, với hai cơ chế tác động độc đáo làm tê liệt hệ thần kinh và gây co giật hệ cơ. Volium Tago mang lại hiệu quả cao, hiệu lực kéo dài 2-3 tuần, giúp bà con tiết kiệm chi phí và công phun. Volium Tago sâu nhện đo ván, mẹ sáng lá xanh. Sản phẩm do công ty Syngenta sản xuất và công ty VFC phân phối. Quý vị và các bạn, lá lúa là bộ phận quan hợp chính của cây, giúp vận chuyển, duy trì và cân bằng dinh dưỡng cho cây lớn khỏe. Thông qua lá lúa thì nhà nông có thể nhận biết được tình trạng của cây lúa đang khỏe mạnh hay bị bệnh hại. Vậy làm thế nào để cây lúa có một bộ lá xanh khỏe, thẳng đứng, giúp quang hợp tốt, vận chuyển dinh dưỡng từ rễ, thân, lá lên bông, duy trì một sức sống xanh cho cây lúa đến ngày thu hoạch, giúp bông lúa giàu no tới cậy, tăng năng suất. Đó là nội dung sẽ được chia sẻ đến quý bà con nông dân trong chương trình Syngenta và tôi tuần này với chủ đề Sức sống xanh. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi. Giai đoạn đồng rổ là thời điểm cây lúa mẫn cảm với thời tiết và dịch bệnh cũng dễ phát sinh. Tại thời kỳ quan trọng này, có nhiều đối tượng tấn công trực tiếp làm lúa suy kiệt và ảnh hưởng đến lá đồng, cũng như ảnh hưởng đến năng suất và sự giao gạo tới cậy của hạt lúa về sau như lem lép hạt và đốm dằn. Giai đoạn đồng chỗ cây lúa rất dễ bị dịch hại tấn công, nhất là bệnh đốm dằn và lem láp hạt, ảnh hưởng năng suất lúa trở về sau. Vì vậy, khi bước vào thời kỳ đồng rổ, bà con nông dân cần chăm sóc thật tốt sức khỏe của cây và giữ vững bộ lá đồng để quá trình quang hợp tạo tinh bột được diễn ra thuận lợi, bền và liên tục. Để có thể phòng trị các đối tượng trên, trước hết bà con có thể áp dụng các loại thuốc đặc trị các loại bệnh này như Envin 5SC. Envin 5SC là sản phẩm có hoạt chất tiên tiến giúp kiểm soát tốt các bệnh hại quan trọng trên lúa như đốm dằn và lem lép hạt. Thuốc hấp thu nhanh và lưu dưỡng mạnh nên kiểm soát nấm bệnh nhanh chóng, hiệu quả. Với công nghệ phụ gia đặc biệt, Envin giúp duy trì bộ lá lúa xanh khỏe, từ đó giúp sạch lá ủ, lá chân, bộ lá lúa thông thoáng. Sử dụng Envin 5SC sẽ mang đến sức sống xanh cho cây lúa, giúp cây lúa quang hợp tốt, giao gạo tới cậy. Bên cạnh đó, còn tăng cường sức sống cho cây lúa, vượt qua điều kiện bất lợi của môi trường và dịch hại. Ở thời điểm đồng chỗ, tôi lựa chọn Envin của Syngenta để quản lý dịch bệnh, khô vằn và lem lép hạt. Ngoài ra, Envin còn giúp dưỡng cây xanh lá, dễ vô lá đồng xanh đến ngày thu hoạch, giúp lúa vô gạo chắc tới cậy. Sử dụng Envin ở giai đoạn đồng chỗ sẽ mang lại nhiều lợi ích trên đồng ruộng như: thứ nhất là với hoạt chất tiên tiến của Syngenta giúp kiểm soát tốt bệnh lem lép hạt và đốm vằn; thứ hai, với công nghệ phụ gia đặc biệt giúp duy trì màu xanh khỏe của bộ lá đồng; thứ ba, đem lại sức sống xanh cho cây lúa, giúp cây lúa quang hợp tốt, giàu gạo chắc tới cậy; và thứ tư là tăng cường sức sống cho cây lúa để vượt qua những điều kiện bất lợi của môi trường và dịch hại. Với liều lượng sử dụng là 1 lít trên 1 hecta ở giai đoạn đồng trổ, Envin sẽ giúp cây lúa sạch bệnh lem lép hạt và đốm vằn, giữ cho bộ lá đồng có màu xanh khỏe đến gần thu hoạch và vô gạo chắc tới cậy. Với sức sống xanh mà Envin 5SC mang lại cho cây lúa, một bộ lá xanh khỏe sẽ là nền tảng cho một vụ mùa bội thu, xứng đáng với câu dưỡng cây xanh lá danh tiếng lẫy lừng mà nhà nông đã dành cho Envin 5SC trong suốt hơn 25 năm qua. Chúc mừng ba nhà nông đã trả lời chính xác câu hỏi của chương trình Syngenta và tôi kỳ rồi với chủ đề nâng tầm gạo Việt. Để nhận được những phần quà có giá trị từ công ty trách nhiệm hữu hạn Syngenta Việt Nam, quý bà con nông dân hãy nhanh tay tham gia trả lời câu hỏi trước thứ sáu hàng tuần như sau. Sản phẩm Envin 5SC mang lại lợi ích gì cho cây lúa? A. Kiểm soát bệnh lem lép hạt và đốm dằn. B. Công nghệ phụ gia đặc biệt giúp duy trì bộ lá lúa xanh khỏe. C. Cả đáp án A và B đều đúng. Quý bà con nông dân hãy soạn tin nhắn theo cú pháp Syngenta khoảng trắng đáp án khoảng trắng số người trả lời đúng và gửi đến số 0984011770. Ba người trả lời chính xác nhất và nhanh nhất sẽ nhận ngay phần quà của chương trình. Kết quả sẽ được công bố vào kỳ sau.
Syngenta mang tiềm năng cây trồng vào cuộc sống. Sao lúa nhà mình không xanh khỏe như ruộng của chú ba vậy cả? Ủa, có gì vui vậy chú ba? Anh Vin lại về làng đó mà. Cứ có anh Vin là ruộng lúa sạch bệnh khô vàng lem lép hạt. Anh Vin danh tiếng mười mấy năm nay rồi đó. Có anh Vin là yên tâm. Anh Vin danh tiếng lẫy lừng.